Tết đến rồi, bắt đầu ưu đãi kim cương thôi. Nhân dịp đầu năm mới, Sáu Thỏ TV.com ưu đãi lên đến mấy ngàn kim cương cũng có nha. Và đặc biệt, các phòng quay được giảm giá 80%, giá rẻ và tỷ lệ ra kim cương cực cao. Truy cập ngay Sáu Thỏ TV.com nha. Hello mọi người, mình là Giang Ca. Nhưng mà mấy hôm nay mình đã làm cho bé Thỏ buồn, thì hôm nay mình sẽ xin lỗi bé Thỏ và xin lỗi tất cả mọi người. No. Giờ mình sẽ vô phòng bé Thỏ. Giận hả? Anh đi ra ngoài. Không mà, anh xin lỗi mà. Anh đi ra ngoài đi, em muốn nói chuyện với anh nữa. Em muốn nói chuyện với anh nữa. Xin lỗi mà. Xin lỗi cái gì? Cái lúc mà chơi game sao không nói gì đi? Giờ anh biết lỗi rồi, mà mấy hôm nay anh cũng chịu chết rồi. Không, mình kết thúc rồi. Đúng vậy. Mình kết thúc rồi. Kết thúc thì sao kết thúc trời. Anh đi ra đi, em chuẩn bị ra. Đi ra đi, em chuẩn bị like đó, đi ra nha. Không ai chơi đó, đi ăn. Không có đi ăn gì hết trơn á. Thôi mà, xin lỗi mà, anh bông ăn. Em không cần. Ê, ủa sao cái rồi. Ủa sao cái lúc mà làm người ta bực lên quạo chị nói gì đâu ý. Oh hell no. Buông ra nha. Anh biết lỗi rồi mà. Em nói anh không gì nữa, anh không còn chơi với nó nữa. Anh tặng cái thủy á, đừng có tặng cho em. Em chỉ nghe cho đúng á. Đi ra đây, em không có chấp nhận nha. Không. Không cái gì. Anh không có chơi với thủy nữa. Anh không chơi, kệ anh đó, quyền riêng tư của anh mà. Mình kết thúc rồi, mình không còn lại gì của nhau hết trơn á. Toàn sùng. Toàn thật. Anh không vậy nữa. Không cái gì. Anh không có chơi với thủy nữa, tha lỗi cho anh làm đi. Cho một cơ hội đi mà. Thôi thương. Thương mong nè. Không nhận đấy nha. Đi ăn nha. Không phải là đi ăn mà xong đâu. Anh cũng phải biết là em buồn biết bao nhiêu ngày chứ. Rồi, em biết rồi. Bù đắp nha. Anh ăn gì rồi? Không phải là giận rồi mà ăn là xong rồi anh. Thì từ từ hả? Thì em chuột lỗi từ từ mà. Nha. Anh lỗi với anh nha. Đừng nghĩ nó sao rồi. Không nói chuyện nữa. Nha. Đây. Nói tóm lại là làm lành hay không á thì mọi người cũng biết là ổng cũng xin lỗi mình, kiểu như là ăn năn hối lỗi rồi cái kiểu cũng tặng hoa đồ thì mình mọi người biết cái tánh của mình mà, thì ai xin lỗi thì mình chấp nhận cho qua thôi. Nhưng mà nếu như mọi người coi clip thì xong á, mọi người sẽ có rất là nhiều người kiểu ngoài cuộc sẽ nói là tụi nó diễn đó, tụi này diễn nè, chia tay đã xong giờ quay lại tụi này diễn chắc luôn. Thì á, những cái câu nói đó mọi người trong cuộc mọi người sẽ hiểu được là mình với lại anh Giang thực sự là chia tay thật. Và kiểu như là ổng kiểu ổng xin lỗi, ổng ăn năn hối lỗi, ổng xin lỗi mình thì ok quay lại. Kiểu như là bây giờ yêu nhau là dễ lắm mọi người. Con gái khi giận là sẽ chia tay. Nhưng mà một khi con trai, người con người mình yêu đã biết lỗi, xin lỗi và tặng quà là ok, xong tất cả, quay lại từ đầu, có sao đâu. Với lại mình thực sự chân thành cảm ơn tất cả cà rốt đã, cũng như là fan đã ủng hộ mình với lại anh Giang, cũng kiểu như là an ủi rồi xong rồi chỉ trích anh Giang rồi kiểu anh Giang tại sao là chị thở vậy đó, trời ơi mình động bình luận cái mình sướng mình vui gì đâu á. Mình nói thiệt ra là cảm ơn mọi người rất là nhiều đã luôn bên cạnh và ủng hộ đồng viên mình. Có rất là nhiều bé, nhiều bạn rất là hiểu chuyện nha. Nói là anh chị chỉ là giận nhau thôi chứ không phải chia tay thật đâu. Em nghĩ là vậy thì ok, đúng rồi đó em. Thực ra là tụi mình đang giận nhau. Kiểu mình thi giận nhau thì ok, dẫn đi ăn rồi xin lỗi rồi quay lại năn nỉ rồi tặng hoa rồi tặng đồ rồi cho con gái ok, hết giận ngay.
đơn giản đúng không? Với lại mình hỏi cái là mình hay đăng lên mạng xã hội vậy đó. Còn cái vụ con Thủy Rừng Rừng ơi gì đó là ổng kiểu ổng lóc luôn rồi, ổng không chơi với nó luôn rồi. À thêm nữa là mình thành thật xin lỗi mọi người đã để cho tất cả mọi người phải lo lắng. Và nói lo cho hai tụi mình rất là nhiều thật sự luôn là cứ tưởng là hai tụi mình chia tay thật. Đáng lý là chia tay thật rồi đó. Nhưng mà kiểu ổng cũng có thì ăn năn hối lỗi, ổng quay clip, ổng đính chính lại là ổng đang xin lỗi mình, tặng hoa mình đó để mà mọi người đừng công kích anh nữa. Thấy cũng tội nghiệp nhưng mà thôi cũng kệ mọi người à. Nó thật ra là một khi đã yêu lâu dài rồi khó buông bỏ nhau lắm, nên là mình còn yêu ổng nhiều lắm mọi người à. Nhiều lúc mình cũng hơi quá đáng, mình cũng bản thân mình cũng không hiểu được ảnh nghĩ gì, nhưng mà nó thật là mình với ảnh còn thương nhau rất là nhiều, rất là quan tâm cho nhau. Kiểu như là mình không ăn cơm đồ đó thì kiểu cũng có nhắn tin ăn xuống xíu ăn, mà mình đâu có đọc đó mọi người, mình đâu có đọc đâu. Thôi, mày đừng có bốc phét. Nhưng mà ổng vẫn đem đồ ăn lên cho mình luôn nha mọi người. Rất là thương ổng luôn á. Giận nhau gì đó nhưng mà vẫn quan tâm và hiểu ý nhau nha. Mỗi lần dẫn đi ăn á, hôm nay dẫn đi ăn chuột lõi đâu đó, thì nói là em ơi em muốn ăn cái gì nè, em ăn cái gì không, đi đâu ăn nè, em muốn đi đâu nữa không. Kiểu mình muốn gì thì cứ nói ra đi, ổng kiểu ổng chiều hết luôn á. Thật. Nhưng mà bản thân mình thì mình không tham lam. Mình nói là bây giờ có cái quán gà rán này, mình tấp vô mình ăn đỡ đi. Là thật ra là tụi mình đang vô siêu thị Lotte, là số hiệu quận 7, là mình vô đây mình ăn thấy cũng ok, ngon đó, vô ăn luôn. Nhiều cái cũng thương ổng thật sự mọi người à. Mình còn giận á thì vẫn tiếp tục này nỉ xin lỗi, anh xin lỗi, anh không em muốn anh không vậy nữa, anh đã làm em buồn rất là nhiều rồi. Kiểu ổng còn nói là em cảm thấy buồn lòng với anh nhiều nữa không, em nói đi để anh còn sửa rồi luôn, tốn tiền mẹ mày vô rồi, vô hệ rồi. Cà rốt, thỏ nè. Vô hại rồi. Cái túi này cũng đẹp nhờ. Được á. Cái túi này cũng đẹp nè. Này túi sách hả? Túi sách này đẹp nè em. Cua te nè. Mình cũng lựa xương xương thì thấy cái cài này ok, thì mình có hỏi giá thì giá cái cài đó tới 200 mấy rồi mọi người à, mình thấy mắc tí. Còn cái này mới đọc nè, cái kẹp mình đang xài á là tới 380 luôn mọi người à. Trời ơi, mình thấy cái này có một mẫu duy nhất luôn á, nên mình lấy cái này để làm quà mười, ông nói là làm quà 14 tháng 2 Valentine đợt trước đi, ảnh bù đắp lại. Ảnh còn nói lấy gì nữa ơi, nói cái mình nói là thôi 380 là thấy mắc lắm rồi, lớn lắm rồi, nên là anh đừng có mua gì nữa. Ấy không mua chấm tặng quà cho mình đây mọi người. Mình thấy nhiều đó cũng ý nghĩa lắm luôn rồi, ý nghĩa rất là ý nghĩa với mình luôn á. Tại vì con gái rất thích kẹp tóc của con trai tặng. Với lại ảnh cứ luôn miệng bảo là em ơi mua gì nó không, mua gì nó đi, mua gì ít quá vợ, anh bù đắp không có đủ. Ủa là trời, thay bù đắp không đủ đúng không? Ok, ghé vô trò chơi chơi liền luôn đó. Bù đắp đủ đối với em rồi, vô chơi cái rồi về nè. Trời ơi, vô đây hả, tôi dễ tưng 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 như con khùng vậy má ơi, vui dễ sợ luôn á. Ủa cho em chơi mà sao anh chơi vậy? Nhưng mà hai cái trò này không thích nè, cho ông ném đi đó. Thì anh ném thì ném luôn thôi. Trời ơi, còn slot thì ném thôi mọi người à. Trời ơi, cái này thì ném vô, nó ném vô chơi thì thì vô thôi chứ nó đâu có được quay gì đâu. con gái nha, thích lái xe nha, có sao đâu, trời ơi đam mê mà, đam mê là của mình là thích lái phân khối lớn. Trời ơi đam mê là của mình là thích lái phân khối lớn, nhưng mà phân khối lớn nó không chịu mình. Nhưng mà phân khối lớn nó không chịu mình. Thì đó, thì đã lái đây đỡ thôi. Ai mà đam mê phân khối lớn thì vô đây lái đỡ cái con xe này thôi. Nấy, mình nói thiệt mọi người vô đây mọi người thích nhất là gấp thu đúng không? Mình nói thiệt luôn á, bỏ xô vô đây hả, gấp không được con nào luôn. Kiểu như là gấp lên nó cố tình nó không có gấp luôn á mọi người. Nó cố tình nó thả lỏng luôn á. Trời ơi, nhìn cái khúc này đúng cay luôn á mọi người, thật sự luôn ý. Mọi người để ý cái khúc này nha. Trời ơi, vui lòng nhẹ tay. Nhẹ tay đến nỗi mà bung cái nắp ra luôn, khách hàng chơi bung cái nắp ra luôn. Áo thật tát mọi người à. Cho nên là bây giờ hả, đập phải đập nhẹ nhẹ đấy mọi người, đập mạnh quá nó dễ bị đau tay á. Nhưng lại cái này cũng khá là thích á, nếu mà lấy được con nào thì mình được bao nhiêu đó số mọi người, nhưng mà hiếm lắm nha. Gì đây, lớn nhà đầu chơi gì đây, búp bê vậy? Gì vậy? Trời, cái thùng đó là mấy triệu bạc đó. Là gớt xuống một cái ngang co, để cái xác ở đây luôn. Gì đây? Trời ơi, ba sĩ. Thôi lớn rồi em ơi.
trời ơi. Thôi mua đồ ăn cho ăn thôi, đừng mua mấy đó. Mấy đó chơi dễ gãy lắm. Squid Game. Ôi, nhà nguyên khủng long chà bá lửa ở nhà kìa. Trời ơi, tôi tức các mọi người. Trời ơi, tôi lớn nhưng mà tâm hồn tôi trẻ con mà. Trời ơi, hết công chúa Barbie không cho mua nữa. Chả thấy tôi thấy mình lớn á, nào không cho mua. Ông chỉ kêu là mua mấy đồ người lớn nè. Trời ơi, mấy đồ người lớn chơi thôi. Làm ơn đừng có mua mấy cái này nữa. Mình không phải là con nít tao. Kiểu vậy.